một cô nàng xinh xắn. Mẫu con gái nhẹ nhàng và làm người đối diện rung rinh. Chắc các bạn đang nghĩ trong đầu là em kia được thằng này giúp đỡ, rồi thằng này xin số em kia. Chúng nó kiểu gì cũng làm quen nhau, trở thành bạn, rồi phải lòng nhau, bla bla bla. Thôi nào, cái kiểu xến sủng đấy chỉ có trong phim thôi. Ở đời thực, một cô nàng như vậy không thuộc thế giới của tôi. Nói thế nào nhỉ? Một hành động hào hiệp không giúp bạn viết được một câu chuyện cổ tích. Thậm chí, có khi cô ấy chẳng mất đến một phút để gạt tôi ra khỏi trí nhớ luôn đấy chứ. Khoan, chờ đã. Cô ấy đang tiến lại phía tôi à? Cô ấy định làm gì thế? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Tôi chưa sẵn sàng để làm quen. Mà cái hộp đẹp đấy. Ôi trời ơi, cô ấy khen cái hộp của tôi đẹp. Cô ấy còn cười với tôi nữa. Có nghĩa là cô ấy thích tôi. Hôm nay là thứ bảy, lúc 4 giờ chiều. Thông thường người ta có thói quen đi tạp hóa vào cuối tuần. Cô ấy đi bộ, tức là nhà gần đây. Bán kính 1 km xung quanh chỉ có mỗi hàng tạp hóa này. Nếu tôi có mặt tầm giờ này tại đây, kiểu gì cũng chạm trán nhau. Mà thôi, tốt nhất là tuần tới ngày nào cũng đến đây. Tôi sẽ có nhiều cơ hội để thu thập thông tin hơn. Hoàn hảo. Mày về đúng lúc lắm. Thằng Huy có chuyện quan trọng cần nói kìa. Bye bye. Thực ra ấy, hôm nay tao gọi bọn mày đến đây không phải là để chỉ xem siêu nhân không đâu, mà tao có chuyện quan trọng muốn thông báo. Chuyện gì đấy? Là sao cơ? Tao sắp ra khỏi nhóm rồi. Là thế nào? Là thế nào sao lại thế? Tại vì bây giờ tao có đối tượng để theo đuổi rồi. Và lần này bố mày nghiêm túc. Đây này. Xinh thế. Tao đã bảo rồi mà, hoa năm nay là mốt đấy. Ui. Thật à? Mười ba năm trước, đó là lần đầu tiên tôi gặp Huy. Hai thằng bé 8 tuổi trong cái lãnh địa sân con voi. Bạn biết đấy, với trẻ con thì hoặc là kẻ thù hoặc là bạn. Và Huy là người đầu tiên chọn cách làm bạn của tôi. Và điều đó khiến tôi luôn cảm động cho đến tận bây giờ. Cầm lấy đi. Vậy nên, trong suốt 13 năm về sau, khi chúng tôi trở nên thân thiết, tôi đã chờ một cơ hội. Rằng nếu Huy cần, tôi sẽ nhường cho cậu ấy thứ tuyệt vời nhất mà tôi có. Rằng nếu có thể làm điều gì đấy cho Huy, tôi sẵn sàng để hy sinh. Tôi đã luôn sẵn sàng. Phải, chắc chắn là không do dự gì. Lần này thì, khi nhìn thấy cậu ấy cười rạng rỡ như vậy, tôi nghĩ đã đến lúc